hai mồi đấu nhau nhá. Con lông quả đào là coi coi xịn luôn đấy, chiến đấu quá đỉnh luôn. Quả đào cửa rơi á, u trông đấu luôn đấy. Để gần lại cho các bác thưởng thức một tí. Con này là con còi còi xịn, là con clip số 400. Và em này là clip 600. Anh em thích alo 01635305982.